Xin chào khán giả của kênh Hậu Trường Bóng Đá. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với buổi tập của các thủ U19 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á diễn ra tại Indonesia. Và hãy cùng với chúng tôi đến với những hình ảnh đáng chú ý có trong video dưới đây trên kênh Hậu Trường Bóng Đá các bạn nhé. Sau khi có đầy đủ các cầu thủ trong đợt danh sách tập trung lần này thì huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã chuyển hướng từ những bài tập nhẹ trong những ngày đầu tiên sang những bài tập chiến thuật. Đây cũng là điều dễ hiểu khi mà vòng chung kết U19 Đông Nam Á đang rất sát ngay, và trong những ngày thời tiết nắng nóng như này thì việc làm sao tập luyện duy trì được cái nền tảng thể lực tốt cũng là nhiệm vụ của huấn luyện viên Đinh Thế Nam và ban luyện. Bên cạnh đó thì sự quan tâm cũng được đổ dồn về phía thủ môn Việt Kiều Đức Trần Duy Thành, người mà đã lên sóng ở video gần nhất. Sau hơn một tuần tập luyện thì về cơ bản Duy Thành hiện đang và anh cũng được theo tập đầy đủ những bài tập theo giáo án của huấn luyện viên thủ môn đội U19 Việt Nam chúng ta. Với việc có mặt Trần Duy Thành thì danh sách của U19 Việt Nam lúc này đang có 4 thủ môn. Nhưng chắc chắn huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ phải loại một thủ môn trước khi vòng chung kết U19 Đông Nam Á khởi tranh. Với huấn luyện viên Đinh Thế Nam thì đây là giải đấu trẻ thứ 2 trong năm 2022 mà ông dẫn dắt. Ở giải đấu đầu tiên khi ông cầm đội U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia. Vị huấn luyện viên này đã đạt thành tích rất tốt khi cùng với U23 Việt Nam vượt qua nhiều nghịch cảnh để giành được chức vô địch. Trong khi đó với Trần Duy Thành, nếu như được tham gia giải U19 Đông Nam Á 2022 cùng các đồng đội thì đây sẽ là giải đấu trẻ đầu tiên của người gác đền sinh năm 2003. Có thể thấy được sự quyết tâm của Duy Thành trong việc ghi điểm với ban luyện. Lợi thế của Duy Thành là anh nói tiếng Việt khá tốt, và đây cũng là một lợi thế giúp anh giao tiếp cũng như hiểu được nhiều hơn những chỉ đạo của ban luyện. Tuy nhiên thì rõ ràng văn hóa ở Việt Nam và Đức khác nhau, và điều kiện thi đấu tập luyện của Duy Thành ở câu lạc bộ Ismaning của anh với U19 Việt Nam cũng khó mà có thể giống nhau được. Cho nên Trần Duy Thành có lẽ cũng sẽ cần thời gian để có thể hoàn thành được tốt những bài tập của ban luyện. Thần tượng của Duy Thành là thủ thành Đặng Văn Lâm. Văn Lâm là một thủ thành chơi chân khá tốt, và Duy Thành cũng cho thấy anh là người có thể xử lý bóng bằng chân cũng khá là điêu luyện. Điều này đã được thể hiện trong buổi tập của U19 Việt Nam. Các thủ U19 Việt Nam hôm nay thì dành phần lớn thời gian chủ yếu để rèn những bài tập đối kháng, chiến thuật. Đây có thể nói là thời gian rất quan trọng, và thời gian để huấn luyện viên Đinh Thế Nam và các cộng sự lắp ghép đội hình cũng như tìm ra những nhân tố tốt nhất cho chuẩn bị tham dự vòng chung kết U19 Đông Nam Á sẽ diễn ra tại Indonesia vào đầu tháng 7 tới. Bên cạnh đó thì một thông tin đáng chú ý khác là ngay trước khi buổi tập ngày 26 diễn ra, quyền chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ và động viên đội tuyển U19 Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo VFF thì chủ tịch Trần Quốc Tuấn một lần nữa khẳng định sẽ luôn dành sự quan tâm, đầu tư mạnh mẽ cho các đội tuyển trẻ, trong đó có đội tuyển U19 Việt Nam chúng ta. Sau khi kết thúc giải U19 Đông Nam Á, đội sẽ tiếp tục được tạo điều kiện tham dự giải U19 quốc tế cũng như tập huấn tại nước ngoài để chuẩn bị cho vòng loại giải U20 châu Á 2023. Này, U19 Việt Nam đang có khá nhiều gương mặt đáng chú ý, như bộ đôi cầu thủ vừa trở về từ giải U23 châu Á, Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang. Ngoài ra còn phải kể đến tiền đạo Quốc Việt, cũng là một tài năng triển vọng của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Và trong phần còn lại của video, xin mời các bạn hãy cùng theo dõi những ảnh đáng chú ý trong buổi tập chiều 26 của các cầu thủ U19 Việt Nam.
bảo tôi đây là Gasly. Những ảnh vừa rồi cũng thay cho lời kết trong video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo trên kênh Hậu Trường Bóng Đá.